Đây, giới thiệu nhanh cái combo 3 tất đơn ha. Đây, mẫu ADB này ha. Đây, mẫu mới này. Khoa mạch bên trong mà đổi mới hoàn toàn này, ha. Đây. Thấy không? Này bát này, này chép này. Vậy đây mình gắn đơn giản chép này. Bát này. Ok, sẵn tiện đây mình test cho cái loa chuyên lo kéo này ha, âm thanh phải nói là cực tốt ha. Rồi cái trải nghiệm thực tế mình sẽ thấy được âm thanh lo như thế nào ha. Rồi test nhanh qua về âm thanh ha. Ok, đây là mẫu mạch mới ha. Mới hoàn toàn, sử dụng điện trực tiếp 220. Muốn sử dụng bình thì